Tiếp theo thì thầy sẽ đi vào câu hỏi số 5 nhé. Câu hỏi số 5 nó bắt chúng ta lập cái bảng mẫu này và sử dụng cái bảng đạo hàng trang 77 để chúng ta có thể điền vào cái cột Fx cộng C đây. Khi mà chúng ta biết đạo hàm của F của Fx đúng không? Đạo hàm của Fx thì chúng ta phải đi tìm Fx cộng với cả C. Rồi, vậy thầy đây thầy sẽ mở mở ra trang 77 để các em xem nhá, các em theo dõi nhá. Đây thầy sẽ để nó ở bên cạnh này. Đây, các em có thể theo dõi này. Đó, đây bây giờ chúng ta sẽ thấy là gì? Với đạo hàm của Fx mà bằng 0 thì hiển nhiên các em có thể ai cũng biết rồi, nó sẽ chính là gì? Hằng số C đúng không các em? Nếu mà đạo hàm của Fx mà bằng alpha nhân x mũ alpha trừ 1 thì các em có thể nhìn sang đây. Các em có thể nhìn đấy. Là x mũ alpha đạo hàm ra thì bằng alpha nhân x mũ alpha trừ 1. Như vậy hàm số ở đây sẽ là x mũ alpha cộng với cả C nhé các em nhé. Đạo hàm của nó mà bằng 1 trên x thì chúng ta sẽ nhìn vào đây, đây là gì? Như vậy Fx sẽ bằng là len của trị tuyệt đối của x đúng không em? Rồi, nhưng mà chúng ta đây sẽ có là len của trị tuyệt đối của x cộng C nhé các em nhé. Đạo hàm ra em của x, đạo hàm ra em của x thì hàm số Fx phải bằng em của x. Vậy ở đây chúng ta có hàm số này là em của x cộng C. À, đây thầy viết thiếu nhé, đây là a mũ x này. Đàm của Fx mà ra là a mũ x nhân len a. Thì chúng ta nhìn vào đây, chúng ta sẽ thấy là gì? Hàm số Fx sẽ phải bằng bằng a mũ x. Rồi, như vậy cái này nó sẽ là a mũ x cộng C này. Theo như công thức đạo hàm các em đã biết rồi, đạo hàm ra cos thì chắc chắn là gì? Là sin x rồi. Mà đạo hàm ra trừ sin x thì sẽ chính là cos x. Đạo hàm ra 1 trên cos bình phương x thì sẽ là tan x đúng không các em? Đạo hàm ra trừ 1 trên sin bình x thì sẽ là cotang x nhé các em nhé. Rồi, như vậy là thầy đã điền hoàn thành xong cái bảng ở câu hỏi số 5 nhé các em nhé.